Đầu tháng 9 vừa qua, Hyundai đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng A hoàn toàn mới mang tên Casper tại quê nhà Hàn Quốc. Đến nay, mẫu xe này đã bắt đầu được mở cọc và sẽ bán ra từ ngày 29 tháng 9 năm 2021. Hãng Hyundai đã xây dựng trang web riêng để khách hàng Hàn Quốc có thể đặt mua Casper 2022 qua hình thức trực tuyến. Ngay trong ngày đầu tiên mở cọc, đã có tổng cộng 18.940 khách hàng Hàn Quốc đặt mua mẫu SUV hạng A này. Đây là con số kỷ lục đối với một mẫu xe dùng động cơ đốt trong của hãng Hyundai. Đáng chú ý, trong số những người đã đặt mua Hyundai Casper 2022 có cả Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Người phát ngôn của Nhà Xanh cho biết, việc mua chiếc xe này là để sử dụng cho mục đích cá nhân và Tổng thống dự định sẽ tiếp tục lái chiếc Casper sau khi mãn nhiệm. Casper là mẫu SUV nhỏ nhất của hãng xe Hyundai, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ K1, dùng chung với người đàn anh Hyundai Grand i10. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 3.595 x 1.595 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.400 mm. Ngoại hình của Hyundai Casper được thiết kế theo phong cách xe đô thị đặc trưng, kiểu dáng vuông vắn và đơn giản. Xe có đèn chiếu sáng dạng tròn liền mạch với lưới tản nhiệt, bên trên là đèn xi nhan và đèn định vị dạng LED. Bên dưới cản trước còn có tấm chắn gầm rộng. Nhìn từ bên hông, Casper có vỏ bánh xe khá to và khoảng sáng gầm tương đối cao. Cột A được sơn đen tạo cảm giác rộng mở, trên mui còn có da nóc, tay nắm cửa sau được đặt ở cửa sổ phía sau sát cột C. Phần đuôi xe có thiết kế rộng, đèn hậu dạng LED có họa tiết giống với lưới tản nhiệt, đèn xi nhan hình tròn đặt dưới cản sau. Riêng phiên bản Active lại được trang bị lưới tản nhiệt màu đen, có thêm hai hốc gió hình tròn. Tấm ốp gầm với thiết kế giả bộ khuếch tán gió phía sau và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao. Khoang cabin Hyundai Casper được thiết kế khá đơn giản, cùng với 4 chỗ ngồi. Ghế sau của xe có thể dịch lên phía trước hoặc phía sau trong khoảng cách 160mm và ngả 39 độ. Hyundai cũng quảng bá Casper chính là chiếc xe sản xuất thương mại đầu tiên có hàng ghế đầu gập phẳng giúp giải phóng không gian khi cần thiết. Xe sở hữu hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và tính năng smartphone mirroring cho phép hiển thị nội dung từ điện thoại lên màn hình hiển thị. Cụm đồng hồ tích hợp màn hình LCD đa thông tin 4,2 inch. Cần số tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm giúp mở rộng không gian giữa hai ghế trước. Ngoài ra, xe còn có một số trang bị tiện nghi khác như hệ thống sưởi và thông gió cho ghế lái, hệ thống âm thanh 6 loa, điều khiển nhiệt độ tự động, cửa sổ trời kích thước tiêu chuẩn, đèn LED chiếu sáng toàn bộ, ghế bọc giả da, gương chiếu hậu có sưởi và chỉnh điện. Khoang hành lý của xe có thể tích 301 lít nếu hàng ghế sau dịch lên phía trước. Khi hai ghế bên phải gập xuống, người dùng có thể chở đồ dài 2.059mm. Hyundai Casper 2022 có tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng MPI, hút khí tự nhiên, 3 xi lanh dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 75 mã lực. Thứ hai là động cơ tăng áp TGDI 3 xi lanh dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực. Cả hai khối động cơ này được kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp. Trong đó, động cơ tăng áp chỉ dành riêng cho phiên bản Active. Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và hỗ trợ đèn pha. Trong khi đó, từ bản Modern trở lên, Hyundai Casper 2022 sẽ có thêm gói công nghệ an toàn Smart Sense tùy chọn, bổ sung tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống kiểm soát hành trình thông minh. Hyundai Casper 2022 ở thị trường Hàn Quốc có tất cả 6 phiên bản bao gồm 3 bản Smart, Modern và Inspiration dùng động cơ hút khí tự nhiên với giá bán dao động từ 13,85 đến 18,7 triệu won, tương đương từ 269 đến 363 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán của 3 bản Active dùng động cơ tăng áp sẽ dao động từ 14,8 đến 19,6 triệu won, tương đương từ 288 đến 381 triệu đồng. Sau Hàn Quốc, Hyundai Casper có thể xuất hiện ở châu Âu. Chưa có thông tin về việc mẫu xe này sẽ xuất hiện ở Đông Nam Á, nhưng nhiều người đang kỳ vọng rằng Hyundai sẽ sớm mang mẫu xe này về Việt Nam để đối đầu với Kia Sonet và Toyota Razor, hai mẫu xe đang chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam. Trên đây là toàn bộ đánh giá về mẫu xe cỡ nhỏ đang rất hot tại Hàn Quốc. Bạn đánh giá thế nào về mẫu xe này cũng như cơ hội của nó nếu ra mắt tại Việt Nam? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và đừng quên nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!